Ở thế gian người ta có cái ngộ nhận là chết là hết, cát bụi trở về với cát bụi, bởi vì họ thấy cái người chết vài ba tiếng đồng hồ sống rồi bỏ vô cái quan tài, hoặc giả là đem đi chôn thì mất luôn, đâu có ai dỡ ra thăm chừng đâu. Hoặc giả mình đem vô cái lò hỏa táng mình thiêu thì tiêu hết không còn gì hết. Họ thấy như vậy đó thì họ mới lý luận là chết là hết, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, trống trơn như cái ống tre vậy. Suy nghĩ như vậy rất là nguy hiểm, bởi vì cái người ác cướp của giết người chết rồi cũng hết. Những cái bậc tu hành đạo cao đức trọng suốt đời chết cũng hết. Như vậy người ta tu làm gì? Cứ đi ăn cướp đi, cứ đi làm ác đi, đi bán xì ke ma túy đi, rồi chết rồi cũng 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 hết. Các vị hòa thượng, các vị tôn túc tu hành suốt đời chết rồi cũng cũng hết, thì ai tu làm gì? Các chùa làm gì? Đào tạo giảng sư để làm gì? Bởi vì suy nghĩ như vậy là trái với nhân quả. Nhà nước ở trong quốc hội có một cái bộ phận là họ để soạn cái luật hình sự, thì cái bộ phận họ soạn cái luật hình sự này họ phải căn cứ vào cái luật nhân quả họ soạn. Ai có tội thì trừng trị, nặng thì tử hình, chung thân 20 năm, 30 năm, tùy theo cái tội đó nặng nhẹ. Ai có công, ai làm phước, ai làm thiện thì nhà nước thưởng. Ở địa phương của mình á thì mỗi năm có cái lễ tổng kết. Thế thì chính quyền địa phương mới bình chọn là người tốt, việc tốt người ta thưởng. Sao không thưởng mấy cái người là cướp của giết người, không thưởng mấy cái người làm ác, mà người ta thưởng mấy cái người đó hiền, có hiếu với cha mẹ, làm từ thiện tốt, giúp đỡ, thương người, chia sẻ những cái khó khăn cơ nhỡ, những người đó người ta thưởng. Thì như vậy đó là cái luật pháp của chính phủ căn cứ vào luật nhân quả người ta làm luật, thì chết rồi là hết, làm ác cũng hết, làm thiện cũng hết. Như vậy là không đúng với nhân quả. Suy nghĩ như vậy đối với xã hội rất là nguy hiểm, phải có nhân quả. Thầy kể thì qua bên Úc, thầy Hoàng Pháp có cái chú Phật tử này, chú có 15 người bạn, khoảng 30 tuổi, 30 mấy tuổi, còn trẻ lắm, mà làm từ thiện tốt lắm, mà không có tin nhân quả. Một cái ca mổ tim ở Việt Nam đó là 60-70 triệu, anh em họ đóng góp, họ gửi về họ giúp, nhưng mà mấy chú đó không có tin nhân quả. Thì cái anh trưởng nhóm đó, anh mới tới cái chùa chỗ thầy ở, cái chùa Hoằng Pháp đó, chú mới nói: "Thầy ơi, con có mấy thằng bạn nó tốt lắm, nó làm từ thiện tốt lắm mà nó không tin nhân quả, bây giờ thầy nói làm sao cho mấy chú họ tin?" Thầy nói: "Chiều chở thầy tới đó đi, thầy nói cho." Chiều nó đem xe tới, nó chở tới cái nhà cái anh trưởng nhóm đó, 15, 16 người. Thầy vô đề liền,
Sáng mấy chú điểm tâm một bữa đúng không? Gật đầu. Trưa ăn một bữa nữa đúng không? Gật đầu. Chiều ăn một bữa nữa đúng không? Gật đầu. Đôi khi tối mình còn làm thêm nữa, dặm thêm nữa. Rồi những cái thức ăn đó nó vô trong bụng mình, nó ở trong đó luôn hay nó ra mấy chú? Mấy chú nó trời ơi, nó ra cho ở trong chết sao ông? Nhân quả đó. Hãy mình uống nước vô thì nước nó ra. Mình ăn cái nó vô thì cái nó ra. Như vậy là nhân quả. Thầy không có giảng kinh, mà chưa chắc thầy giảng kinh mấy chú nghe nữa. Bởi vì cái luật nhân quả không phải Đức Phật đặt ra. Đức Phật không phải là người sáng tác, mà là cái quy luật khách quan tự nhiên. Người ta tin cái luật nhân quả thì nhân quả cũng như vậy. Mà cái người đó không tin luật nhân quả thì nhân quả nó cũng chi phối, không chừa ai hết. Sách Nho có cái câu là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời là cái lưới sao? Mình đánh cá ở dưới sông dưới biển đó, nhiều mặt lưới. Cái loại nhỏ thì mình bắt cá nhỏ, cái mặt lưới vừa vừa, mình bắt cá vừa vừa, cái mặt lưới lớn mình bắt cá lớn, còn cái lưới trời lồng lộng nhưng mà không lọt một mái nào hết. Cái lưới đó là lưới nhân quả, chứ lưới gì? Lưới gì mà lồng lộng mà không lọt một mái nào hết? Mấy cái ông mà cán bộ mà tham nhũng đó, ông đâu có tin nhân quả rồi cuối cùng vô tù ở hết trơn. Hai cái ông tướng mà là quánh bạc mà siêu xuyên quốc gia đó, ông 10 năm, ông 9 năm không có tin nhân quả, thì nhân quả nó vẫn trừng phạt vô thường. Cho nên thế gian họ suy luận là chết là hết, không nhân, không quả, không báo ứng, không có đời sau, nó trống trơn như cái ống tre như vậy. Suy nghĩ như vậy rất là nguy hiểm. Đức Phật định nghĩa chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới có hai điều kiện xảy ra, một là an vui, hai là đau khổ. Cái cuộc sống của mình từ lúc mà cha mẹ sinh mình ra, mình mở con mắt chào đời đến khi mình hết thở, gọi là chết đó. Cái cuộc sống đó gọi là cuộc sống cũ. Nhưng mà không phải chấm dứt cái cuộc sống cũ đó thôi đâu. Thay đổi một cuộc sống mới. Mình có cuộc sống mới. Thì Đức Phật xác định là cái cuộc sống mới này có hai điều kiện. Một là an vui, hai là đau khổ. Nếu như lúc sanh thời 50 năm, 70 năm, 80 năm mình sống trên cuộc đời đó, mình biết tu nhân tích đức, mình biết tin nhân quả, làm lành lánh dữ, thì sau khi mình chết là cái đời sống tương lai của mình, cái nhân quả, cái nhân mình gây tốt, mình gieo tốt đó, mình gặt hai cái quả trong tương lai đó tốt. Hoặc giả mình sanh lên các cõi trời, hoặc giả mình sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hoặc giả mình sanh trở lại được làm người. Mà làm người lại có học, giàu có dư ăn dư để, là vì do cái đời sống. Lúc mình còn sống mình biết tạo cái phước đức. Bây giờ mình chết rồi thì cái đời sống tương lai của mình nó đỡ khổ hơn, nó an lạc hơn. Mà nếu như lúc mình còn sống cái cuộc sống cũ mình làm ác, cướp của giết người, lừa đảo lường gạt, nghĩa là không có cái việc gì ác mà mình từ hết, từ nhỏ cho tới lớn ác học. Sau khi mình nhắm mắt xuôi tay rồi thì cái đời sống tương lai của mình là đau khổ, tức là phải vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái nhân của mình không tốt,
Cái nhân mình tạo ác thì cái quả mình phải gặt hái ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Như vậy Đức Phật nói chết rồi không phải là hết, mà cũng không phải là còn, mà tùy cái nghiệp của mình tạo lúc sanh thời. Bây giờ mình phải gặt hái cái quả ác ở trong tương lai, đau khổ hay là an vui. Thầy thí dụ quý vị thầy, lớn lên mình lập gia đình, cha mẹ cho ở riêng cho cái nhà sập sệ vậy đó. Đại khái có chỗ che nắng che mưa, nên hai vợ chồng ở. 30 năm sau cái nhà này nó xuống cấp, mà vợ chồng thì tích lũy một số kinh phí tương đối. Khi bỏ cái nhà cũ này cất cái nhà mới đầy đủ tiện nghi hơn, hai vợ chồng bỏ cái nhà cũ sập sệ đó qua cái nhà mới, có tiếc cái nhà cũ không? Có bệnh rịnh cái nhà cũ không? Có mơ mộng cái nhà cũ không? Đạp bỏ, xấu quá. Nhưng mà bỏ cái nhà cũ mà mình có kinh phí, mình dành dụm tiết kiệm, bây giờ mình cất cái nhà mới, mình sang cái nhà mới, mình ở thoải mái, an lạc, đầy đủ tiện nghi, mình chết giống y vậy được. Thế thì cái người thứ hai là cũng lập gia đình, cha mẹ cũng cho cái nhà cấp 4 cũ, hai vợ chồng ở, làm nhiều ăn nhiều, còn đi dai đi hỏi ăn, nó nợ chồng nợ đóng, không có dư đồng nào hết. Thì đến khi cái nhà cũ này nó xuống cấp, nó hư rồi, đâu có tiền mà cất nhà mới, phải ra chuồng heo, phải ra chuồng bò mà ở. Có đúng như vậy không? Bởi vì không có tích lũy, không có dành dụm. Hãy làm buổi sáng rồi ăn buổi chiều, buổi chiều rồi ăn buổi tối, rồi không có dành dụm được đồng nào hết. Thì 20-30 năm sau cái nhà cũ này nó xuống cấp, thì phải bỏ cái nhà này nó sập, thì nhà mới đâu mà ở, không có tiền. Còn hai vợ chồng trước đó dành dụm cực khổ mà tích lũy được một số tiền tương đối, khi cái nhà cũ nó xuống cấp rồi thì cất cái nhà mới này, bỏ cái nhà cũ sang cái nhà mới này thoải mái. Như vậy bây giờ mình không có tích lũy cái phước đức, mình làm ác, thì mai mốt mình chết đi thì mình vô trong địa ngục A Tỳ, chứ mình không có cái nhà nào tốt hết. Còn đời sống mình biết tu nhân tích đức, mình biết chia sẻ, mình biết đùm bọc, mình biết thương yêu, thì cái nhân đó rồi cái quả sau khi mình chết rồi mình được sanh về các cõi trời, hoặc giả mình sanh về tịnh độ, hoặc giả mình sanh trở lại làm người, có ăn có mặc, giàu có văn hóa, ở những cái nơi có văn minh khoa học. Thế thì quý vị, thì Đức Phật dạy với cái chuyện xã hội nó giống nhau không? Không có trách ai hết. Bây giờ hai cái vợ chồng này không có đồng bạc nào hết, bây giờ cái nhà cũ nó xuống cấp rồi, bây giờ rồi trách ai? Trách trời, trách Phật, trách cha, trách mẹ, không trách ai được, mà tự trách mình. Mình không biết tích lũy, không biết dành dụm, không biết tiết kiệm, bây giờ hai bàn tay không, phải ra ngoài đồng mà ở. Thế thì trong giáo lý nhà Phật có hai cái nghiệp nặng nhất. Thầy nói cho các vong linh nghe. Cái nghiệp thứ nhất là bảo thủ. Nhà Phật gọi là cố chấp. Mà ở ngoài xã hội, cái danh từ ngoài xã hội nó là bảo thủ. Thứ hai là hận thù. Hai cái này nó liền kề với nhau. Hãy bảo thủ, chấp chặt, mà không được, mà không nghe thì thù. Nói như vậy cho quý vị chưa hiểu đâu. Thầy minh họa cái chỗ này quý vị thầy. Bây giờ ở nhà cha với mẹ mà có hai đứa con,
đứa con trai, đứa con gái. Cái thằng con trai đó thì nó sống ở cái xã hội văn minh, 17, 18 tuổi văn minh. Còn bố nó đó thì già cả, là hai cái tư tưởng này không có hợp với nhau. Ông bố ông mới thấy thằng con ông nó hớt cái tóc một bên rồi nó hớt cao lên, nó giống như mấy nhà tu rồi, còn một bên nó để xệ xuống. Rồi ông về ông này, mày ăn mặc giống ai vậy? Hồi ông nội ông cố tao, cha tao không có cái kiểu đó, mày phải như tao thế này nè, mày không có được. Thế thì thằng con nó nói thôi ông ơi, lạc hậu lắm, cái kiểu của ông xưa như trái đất, nó đâu có nghe bố nó. Thì bố nó giận liền, không phải giận đâu mà ghét, đuổi nó ra khỏi nhà, đừng có chứa nó. Cái thứ gì mà không giống ông, giống bà, không giống cha, giống mẹ ở ngoài đường, ngoài xá không, giận nó liền, ghét nó liền. Nghĩa là bảo thủ, mình bảo thủ cái ý kiến của mình, mình muốn bảo thủ cái lối sống của mình. 50 năm về trước, 60 năm về trước mà con nó không nghe là mình thù nó liền, mình giận nó liền, đuổi nó ra khỏi nhà. Thì quý vị thấy hai cái nghiệp nó liền kề không? Bây giờ con gái, nãy thầy nói con trai, bây giờ con gái nè, 17, 18 tuổi, con gái đời A cộng, nó mặc cái quần nó xé thôi, hai ba khúc te tu hết rồi. Về má nó nè, mày muốn ăn mày hả? Ăn mày ăn xin rồi tao mặc đồ rách, chứ mà nhà đâu có nghèo mà sao mày mặc mày xé cùng hết. Thôi bà ơi, cái chuyện có bà này rồi, xưa lắm không có ai mà nghe đâu. Giận nó liền, thù nó liền. Cái thứ gì ăn mặc không giống ai, hồi bà ngoại mày, hồi bà cố mày, hồi má tao không có ăn mặc như mày vậy đó. Bây giờ mày giống ai rồi, ra khỏi nhà tao đi, đuổi đi. Thế là bảo thủ không được thì hận thù. Cái chuyện rõ ràng trước mắt đó, ở đây ngồi đây có hết trơn, không có ai khỏi hết. Thầy nói thì ở trong miệng của vậy hết mà, thầy biết hết đó. Đúng vậy không? Đúng vậy. Ăn mày mới mặc đồ rách, ăn xin mới mặc đồ rách. Bây giờ cái bọn trẻ bây giờ nó muốn đời sau nó ăn xin hết, nó mặc đồ rách hết. Cái quần mới chứ không phải là cũ nữa, vậy nó xé ra, nó te tua, nó mặc nó đi, đặng nó hợp thời trang. Mẹ thầy hồi xưa ở nhà nghèo lắm, mẹ thầy nghèo lắm, gia đình thầy nghèo lắm, mà không có cái quần cái áo nào mẹ thầy lành hết, giá không mà lành lẽ giá. Tết đi chợ mà mặc cái quần giá 5-6 lỗ mà giá hết liền hết. Còn bây giờ con gái bây giờ quần mới không, nó về nó xé ra nó mặc, như vậy nó muốn ăn mày, muốn đi ăn xin, nó muốn nghèo. Thầy nói cho quý vị biết, nhưng mà mình nói không có được, nó chê mình lạc hậu, mình là cổ lỗ sĩ, nó là văn minh. Thôi chịu cho làm gì. chịu thua luôn. Như vậy hai cái thái độ giữa cha mẹ già và con cái nó còn trẻ, nó văn minh, hai cái thái độ này là không có hợp với nhau thì thù được. Thầy kể cái anh bạn thầy ở bên chợ Đào, có hai đứa con. Con gái thầy làm cô giáo, cái thằng con trai đó nó học lớp 11. Mà không biết hai cha con có cái gì xích mích, 3 năm không ai nói tới ai hết. Bố ở nhà trên, con ở nhà dưới, mà bố ở nhà dưới, con ở nhà trên. Không nói tới ai, thù, ghét. Hôm đó thầy về, anh mời thầy ghé nhà uống nước trà chơi. Anh em lâu ngày quá gặp bạn học hồi xưa. Anh mới trình bày, tôi khổ quá ông ơi. Có thằng con mà tôi nói nó không nghe. 3 năm nay hai cha con không nói tới ai hết. Tôi ở nhà dưới, nó ở nhà trên. Tôi ở nhà trên, nó ở nhà dưới. Thầy thấy khổ không? Anh nói như vậy thầy biết rồi. Trong giáo lý nhà Phật có hai cái khổ: ái biệt ly khổ
mình thương người đó, mình xa người đó cái mình khổ. Quán tán hội khổ, mình ghét người đó mà ngày nào cũng gặp sáng, gặp chiều, gặp khổ. Hai cái khổ đó, ghét mà gặp, thương mà xa. Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Mật mà mật gấu chứ không phải mật ong rồi nhỉ. Quý vị nếm mật gấu chưa? Mật gấu mà nếm đó, một tuần lễ còn đắng. Mật gấu thiệt á, nếm rồi một tuần lễ còn đắng. Nói như vậy thì quý vị nó đắng cỡ nào? Nếm mật nằm gai. Bây giờ gai ra lấy cái vỏ sầu riêng á, rồi trải chiếu lên rồi nằm, quý vị biết là nếm mật nằm gai đó, đau lắm. Mà thấy kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai, thầy biết rồi. Nhưng mà không dám nói ra, thôi để trong bụng, thôi biết ảnh khổ lắm. Thôi bây giờ đó thầy chỉ anh làm cái kế hoạch nhỏ nha. Anh hỏi kế hoạch nhỏ là sao? Đơn giản, không có chuyện gì khó hết. Vợ anh nấu cơm dọn lên bàn đó, anh kêu thằng con anh nó lên nó ăn cơm chung với anh. Tôi thề tôi không kêu nó bằng con. Anh giơ tay anh thề, nó con anh chứ ông nội anh sao cả thề. Trời đất ơi, nói nha, tôi thề không kêu nó bằng con, không kêu thối. Nó ông nội anh hả? Thầy đi về. Mình khuyên người ta, ta không nghe thôi chứ mình làm gì. Đâu 20 ngày sau, 25 ngày sau gì đó, anh nghĩ sao đó, chiều cái vợ anh nấu cơm dọn lên cái bàn, thằng con trai anh nó giá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà. Anh ngồi mâm cơm, anh kêu Dũng, nó tên là Dũng, Dũng bỏ đó đi, rửa tay vô ăn cơm với bố. Thằng nhỏ nó mừng quá, nó để hai cái tay dầu nhớ không, nó vô nó ôm cổ bố nó hung, con chờ bố nhiêu đó 3 năm. Chỉ kêu con không mà 3 năm không có kêu. À, như vậy trong giáo lý nhà Phật dạy xả mới hỷ, chứ không phải hỷ xả. Mình thường mình khuyên ai thôi hỷ xả đi, không phải đâu, xả mới hỷ. Như vậy cái ông bố đó ông xả, ông không giận nó nữa, ông kêu nó bằng con, thì hai cha con mới vui, xả mới hỷ. Trong kinh Đức Phật thí dụ cái xả nó như thế này. Có một người gánh một cái gánh nặng mà đi trên cái đường dài mà nắng chói chang. Đâu quý vị suy nghĩ, tôi gánh cái gánh nặng mà đi trên đường dài mà nắng chói chang thì khổ hay vui? Khổ ghê lắm. Đức Phật nó yêu cầu cái người gánh cái gánh này bỏ cái gánh xuống là khỏe, là an lạc, xả mới vui. Xả đó, cái nghĩa Đức Phật dạy là xả đó. Đang gánh cái gánh nặng mà đi trên đường dài mà nắng chói chang thì khổ quá. Cho nên mình trong lòng của mình ôm cái hận thù, ôm cái ghét, ôm cái ghét bỏ, thì giống như cái người gánh cái gánh nặng mà đi trên đường dài mà nắng chói chang vậy đó. Bây giờ chỉ xả cái hận thù đó, buông bỏ cái hận thù đó thì an lạc. Thầy kể chuyện nhà bè quý vị nghe, xả. Cho nên quý vị lớn tuổi đó, thầy khuyên quý vị đừng có nói là sống để bụng chết đem theo, nguy hiểm lắm. Giận ai cái mình nói là sống để bụng chết đem theo, chết là cái thân xác này bỏ rồi, tiền bạc bỏ rồi, con cái bỏ rồi, sự nghiệp bỏ hết rồi, vậy mà đem theo cái hận thù. Đức Phật nói mình vô minh. Đã quý nằm đêm mới suy nghĩ rồi, sống để bụng chết đem theo, đem cái gì? Đem cái hận thù. Cái xác thân mình đã bỏ rồi, nó đem vô hòm họ liệm rồi, đem gò họ chôn rồi, đem vào lò họ thiêu rồi, mất rồi. Tiền bạc rồi bỏ hết rồi, con cái dòng họ bỏ hết rồi, ruộng vườn bỏ hết, thế mà đem theo cái hận thù. Đức Phật nói mình vô minh. Cái câu chuyện ở nhà bè. Cái gia đình này có 4 người con gái, mà có một cô đi tu, bán đất cho Đài Loan, chia mỗi đứa con gái người 1 người 1 tỷ. Thì cái cô tu đó, cổ 70 tuổi rồi,
Cổ mới nói với nhà chùa đó, con lớn tuổi rồi, bây giờ bệnh hoạn nó liên miên, mà ở chùa thì không làm được việc cho chùa, không làm được việc cho chúng. Thôi con xin nhà chùa con về, sẵn 1 tỷ đó, bỏ ra 300 triệu cắt cái nhà cấp 4 ở. Thì cô nghĩ như vậy cũng hợp pháp, bởi vì má cho tiền mình cất nhà, chứ mình đâu có quyền Phật tử đâu sợ tội. Còn 700 triệu con nhỏ em út đó, nó nói để chị đưa cho em kinh doanh em trả lời cho chị. Chứ bây giờ chị gửi trong nhà băng không bao nhiêu tiền hết, rẻ lắm. Chị em mà, cái cô này cũng đưa hết 700 triệu cho con nhỏ em đó. À, chị em mà giấy tờ gì đưa cho nó để nó kinh doanh nó trả lời cho. Nên thay vì gửi trong nhà băng này 0,3%, mà cô này là mỗi tháng cổ trả cho bà chị này là được là 10%, thì như là hơn cái nhà băng rồi. Đại khái vậy. Thì cô về cô ở đó được hơn 1 tháng, cô ngã bệnh thì cái người chị thứ hai đó bà mới đem vô bệnh viện 115. Thì các bác sĩ trong bệnh viện 115 nó chẩn đoán nó thôi cô già rồi, đưa về để muốn ăn thì cho ăn để lo hậu sự, chứ còn đây bác sĩ bó tay rồi, lớn tuổi rồi, ở đây đã tốn tiền không có ích lợi gì. Thì bà chị thứ hai bà mới rước về cái nhà đó, cái nhà mà 300 triệu đó. Thì sư cô này mới kêu con em mày trả 700 triệu cho tao để tao lo hậu sự, cậu biết cậu sắp chết rồi, cậu đòi đòi tiền. Con em nó lắc đầu, nó đưa cho ai không đưa cho em, đừng có nói tào lao. Cô giận con nó nè, sống để bụng chết đem theo, giận quá. Cái thứ gì mà lừa đảo. Bởi vì con nhỏ em nó biết rằng về thì bà chị thứ hai bả nuôi, mà bà chị thứ hai bả nuôi để chân cô này chết này bà ẵm luôn, cho nên con em út nó ẵm trước. Nó đưa cho ai không đưa, em đừng nói tào lao. Thì cô này cũng giận và con nói sống để bụng chết đem theo. Rồi thế là ở cái nhà đó cũng không được bao lâu, tuần nửa tuần gì đó, bà chị thứ hai bà rước về nhà của bà, bởi vì bà là một cảnh hai quê, nhà của bà rồi nhà của cô này chạy tới chạy lui nó bận quá, bà rước cô này về nhà bà nuôi được 1 tháng rồi cô đã chết. Thì lật cái hồ sơ ra cổ hiến xác cho y tế. Thì bà chị mới mới điện thoại cho sở y tế thành phố xuống chở cái xác này cô, cuộc đời ngang đó xong, nhưng mà sống để bụng chết đem theo thì còn ngang đó hết rồi, nó chết rồi. Rồi sở y tế nó xuống nó chở đi, nó về cho sinh viên nó mổ nó xẻ nó học là coi như xong rồi, nhưng mà sống để bụng chết đem theo. Bây giờ cái cô này cổ không có siêu, tối cổ hiện hồn có đi trong cái nhà đó, là cái nhà bà chị thứ hai đó 5 người thấy hết, chồng bà cũng thấy, con trai bà cũng thấy, dâu bà cũng thấy, cháu nội bà cũng thấy, bà cũng thấy. Nó sợ quá giờ muốn bán nhà đi rồi, đốt nhà đi, không có em út gì đó, giờ ma hiện hồn đi. Tối vì sao? Sống để bụng chết đem theo, cái hận thù đó đâu có siêu. Thì hôm đó thầy giảng bên chùa Xá Lợi, bà qua bà tâm sự với thầy câu chuyện nhà bà vậy đó. Thầy mới qua, thầy mới nói cái cô này còn ở đây này chưa có đi, mà mấy thành viên trong gia đình đâu kể hết, khi thì thấy ở nhà tắm, khi thấy ở nhà bếp, khi thấy ở cầu thang, nghĩa là thấy cổ đi trong nhà đó, sợ quá. Thầy nói thôi lên lầu đi. Thì trên lầu cái bàn Phật chính giữa này, làm cái bàn nhỏ nhỏ kế bên nó thang thờ sư cô. Gia đình nó ngồi vòng vòng vậy đó. Thầy mới nói với cô đó nè, cô đi tu hồi nhỏ, 15 tuổi cổ đi tu rồi, mà trong đạo Phật thì quý trọng những cái người mà đi tu hồi còn nhỏ, đồng chơn nhập đạo, không có cái nghiệp, không có vợ chồng, không có nợ nần gì, quý lắm. Mà cô được cái quý đó, đồng chơn nhập đạo. Thì bây giờ đó cô chết rồi, cô hiến xác cho nhà nước lại quý hơn. Quý hơn.
Bồ Tát hạnh chứ không phải dễ làm được đó đâu. Đi tu hồi còn nhỏ 15 tuổi, bây giờ 70 tuổi, chết rồi hiến xác cho y tế. Thế thì cả một cuộc đời hy sinh cho Phật Pháp tu hành, bây giờ chết rồi hiến xác cho y tế, tốt là tốt hơn. Vậy mà nhớ tiền thành ngã quỷ cô hồn, đâu có siêu đâu. Thành ngã quỷ cô hồn. Bây giờ ban đêm hiện hồn và đi trong cái nhà đó, năm thành viên trong cái nhà bà chị thứ hai này thấy hết. Sống để bụng chết đem theo. Bây giờ thầy khuyên cô xã, má mình sinh ra mình đâu có đồng bạc nào đâu. Rồi cả một cuộc đời của mình 5-70 năm, mình cơm gạo áo tiền mình tạo biết bao nhiêu là cái nghiệp. Có phải vậy không? Nếu mình không vì cơm gạo áo tiền đâu có ai tạo nghiệp. Muốn giàu thì phải làm có tiền. Mà có tiền chân chánh thì khó lắm, phải gian dối mới có tiền. Chứ đâu phải là làm tiền dễ đâu. Rồi cái nghiệp đó, mình chết rồi, nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Bây giờ thầy khuyên sư cô xã, 700 triệu đó đối với người tu vô nghĩa. Mà cái sự nghiệp tu hành của cô mấy chục năm, bây giờ cô vì 700 triệu đó cô thành ngã quỷ cô hồn, thì cô thấy là uổng cái cuộc đời của mình. Tôi đi tu hồi 15 tuổi, bây giờ ai đem cái cục vàng bằng cái thân tôi đổi, tôi không đổi. Người tu hành lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải là 700 triệu xả bỏ đi, đừng có nghĩ cái chuyện đó. Bây giờ Đức Phật A Di Đà bên thế giới cực lạc chờ mình đó, đang đón rước mình đó. Tại sao mình không giơ tay để theo Đức Phật A Di Đà mà nhớ 700 triệu, có phải là vô minh không? Thầy nói về cái cậu khóc, cậu nhập vô bà chị thứ hai khóc, khóc dữ lắm. Thầy để cho khóc có 10 phút, xả. Cậu gật đầu cậu xả. Như vậy cái người thế gian mà cố chấp mà bảo thủ thì khổ, mà cái người tu hành là cố chấp bảo thủ thì không thoát ly sanh tử. Cho nên tất cả các vong linh hôm nay, quý vị còn nặng cái nghiệp là hận thù, cố chấp mà không siêu thoát được. Thầy khuyên tất cả các vong linh y lời Phật dạy, xả. Quý vị thấy cái hình tượng của Đức Di Lặc ở trong chùa mình thờ, ngồi cái bụng to lớn, cái miệng thì người cười tít tét, đâu có Đức Phật nào cười đâu. Phật nào cũng trang nghiêm hết, mà riêng Đức Phật Di Lặc thì cười, mà cười ngay cái đầu năm Tết này chứ. Chứ phải giữa năm hay là cuối năm không nói, đầu năm Tết. Cho nên xuân là vui, xuân là hạnh phúc, cho nên ngày thị hiện ngay đầu xuân, ngày cười. Người Đức đó, họ nghiên cứu cái nụ cười thế này. Nếu một ngày mà mình nở cái nụ cười thực sự an lạc, thực sự an lạc, thì tuổi thọ mình tăng được 3 giây. Còn cái ngày nào mình bế tắc quá, mình khổ quá, mình không có cười, thì giảm thọ 5 giây. Cho nên quý vị muốn mình trường thọ, muốn mình sống lâu, sáng mình cười cái đã, trưa mình cười cái đã, xế xế mình cười cái đã, tối mình cười rồi ngủ thì trường thọ. Còn cái mặt méo xẹo mà khổ thì giảm thọ. Người ta nghiên cứu cái nụ cười. Nhưng mà thầy nói cái cười thật sự, cái cười giả bộ không có được. Giả bộ là sao quý vị biết không? Vợ chồng đang mâu thuẫn, tức là cãi giả với nhau, có khách tới cái giả bộ cười. Cười đó cười giả bộ, chứ không phải cười thiệt. Ở đây người ta nói cười thật sự, cười thật sự. Thì cái tuổi thọ mình tăng có 3 giây, mà mình khổ quá, mình không cười được, là giảm thọ 5 giây. Như vậy cái đời sống của chúng ta, cái nụ cười đó với cái tuổi thọ của mình, nó có cái sự liên đới với nhau rất là đặc biệt. Cho nên Đức Phật Di Lặc cười ngày đầu xuân là cái ngày nguyên đáng
mở màn cho một năm mới, mà tất cả chúng ta an lạc, chúng ta có hạnh phúc. Ngày mới, người mới. Mà người mới tức là người người không có phiền não, người mới tức là người không có sân si, người mới người không có hận thù, thì nó giống như là cái ngày đầu năm mà cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc muốn nhắc nhở Phật tử chúng ta vui cười hoan hỷ, thì cuộc sống của chúng ta mới an lạc. Khuyên tất cả các hương linh, các vong linh xả ly tất cả những cái hận thù, những cái cố chấp, theo nương về với ánh từ quang của Đức Phật, nương với Phật, nương với Pháp, nương với Tăng mới được an lành. Bây giờ thai nhi, không có người mẹ nào mà nhẫn tâm giết con hết. Cái tâm lý chung như vậy. Nhưng mà có những cái trường hợp mà người mẹ phải giết con. Một là cơm gạo áo tiền. Bởi vì người mẹ mang thai mà bây giờ suy nghĩ mà sanh cái đứa con này ra làm sao mà nuôi. Bây giờ mình còn sống là kiếm cái ăn cái mặc còn không đủ, bây giờ nuôi thêm đứa nhỏ nào nuôi sao nổi. Đành cắn răng mà bỏ con. Tức là không có tiền để nuôi con, do cơm gạo áo tiền. Cái trường hợp thứ hai nữa là lễ giáo của gia đình. Bây giờ nam nữ này họ quen với nhau, cái cô bạn gái này là mang thai mà cha mẹ không biết, thì làm sao mà cái người con gái này dám về gặp cha mẹ? Ông già ổng khó. Con gái mà không có chồng mà chửi quan là ổng giết, cho nên sợ lắm. Chánh quyền chưa cho phép, chưa đăng ký kết hôn, bây giờ mang thai thì sao? Phạm luật hôn nhân. Đối với gia đình là lễ giáo của gia đình, cho nên cái người con gái này là buộc lòng phải giết để bảo vệ cái danh dự lễ giáo của gia đình, danh dự của cha mẹ phải giết. Thứ ba là ở thử. Bây giờ cái tình trạng ở Sài Gòn mình đó, ở dưới quê mà con nó học cấp 3 rồi mà không cho nó lên Sài Gòn, nó học đại học rồi nó trách cha mẹ nó keo kiết, hà tiện, không cho nó đi học. Bây giờ cho nó lên Sài Gòn nó học rồi nó mướn nhà trọ, trai gái nó ở thử hết, không ai chấp nhận hết. Mà đang học ở đây, bây giờ cái người bạn này nó báo cho cái người bạn trai nó mang thai, thì người bạn trai nó thôi vô từ vũ khóa rồi em ơi, chứ bây giờ mình đang học mà ba mẹ mình cũng không biết, mà bây giờ rồi mang cái thai này rồi nói chuyện với ai, thôi vô từ vũ để giải quyết. Nhưng mà hai người dắt, cái người bạn trai dắt người bạn gái vô từ vũ đó, người bạn gái khóc: mẹ không có nhẫn tâm giết con đâu, vì con là máu thịt của mẹ. Nhưng bây giờ đứng trước cái hoàn cảnh như thế này thì mẹ giải quyết làm sao? Không còn cái đường nào nữa hết, cho nên mẹ phải cam tâm chảy nước mắt bỏ con. Câu chuyện thứ tư, trả thù. Giờ hai người họ quen với nhau, họ quan hệ với nhau rồi đi làm công nhân nữa. Bây giờ thì ở dưới quê đâu có làm ruộng làm nương gì nữa, trai gái nó tuôn lên trên thành nó làm công nhân, nó bỏ mấy người già ở nhà đi cấy đi cày làm gì là làm, nó đâu có thèm làm nữa đâu. Lên đến rồi nó quan hệ với nhau, nó ở với nhau xong rồi cái người bạn gái nói tâm sự với bạn trai: em có thai. Cái thằng bạn trai nó quất ngựa truy phong, nó về Bình Định nó cưới vợ rồi xong. Là bây giờ làm sao nghe thằng bạn trai mình nó cưới vợ, cho nên cô nàng này đi phá thai, bỏ cái thai trong cái bọc ni lông nữa, bỏ vô cái thùng mì, mua giấy bông dán lại, nhờ bạn mang cái thùng này ra ngoài đám cưới đó tặng. Hai vợ chồng mới cưới thấy ai mà tặng cái quà bự quá đem vô phòng cất.
Tới nửa đêm mở ra thấy hết hồn, thấy có cái thai, la làng la sớm lên đường ai nấy đi, tình ta chỉ thế thôi. Có đúng vậy không quý vị? Mà sao thầy biết hay vậy? Đố quý vị sao thầy biết hay vậy? Phật dạy thầy. Chứ ở nghe ở ngoài đời ai dạy đâu, Phật dạy thầy. Bây giờ các thai nhi đó, nó có hai trường hợp. Nếu cái người mẹ đó sảy thai thì nó theo, nó thương. Mà nó thương đó, cái người mẹ cũng bầm dập lắm, nay đau mai bệnh cũng quặt quà quặt quải vậy, cơ không làm ăn gì được, nó thương. Thứ hai là phá thì nó thù. Bởi vì giết nó, bức tử nó thì nó ghét, nó thù. Nó thù, nó theo, nó báo thì cũng không làm ăn gì được, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn gì, không có làm ăn gì được. Thứ như vậy, cái thai này, một là nó theo nó thương mẹ nó, hai là nó theo nó phá mẹ nó, thì mẹ nó còn không làm ăn gì được hết. Thầy kể hôm đó thầy qua bên Cần Giờ, thầy thuyết linh cho cái trai đàn bạc độ thai nhi ở Cần Giờ đó. Thì 7 giờ tối này thầy mới thuyết linh. Thì 2 giờ chiều đó sư cô Hương Nhũ xuống ra giảng. Thì thai nhi nó dập nhập vô mẹ nó phản đối, nó nói ban tổ chức thỉnh hòa thượng xuống giảng, hòa thượng không xuống cô này xuống làm chi. Cô Hương Nhũ cổ mới điện thoại con nói quê quá sư phụ ơi, con giảng họ chê. Trời đất ơi, cô có bằng tiến sĩ chứ thầy đâu có tiến sĩ, thôi không có duyên, để tối thầy xuống thầy giảng. Quý thầy trong ban tổ chức lấy cái chương trình đọc cho thai nhi nó nghe nè, hòa thượng giảng 7 giờ tối, còn 2 giờ chiều là sư cô Hương Nhũ giảng cho Phật tử còn sống. Nó mới êm. 7 giờ thầy xuống thầy giảng, thầy ngồi trên cái đàn cao như thầy, nó ngồi hai bên nó vỗ tay nó hoan hô. Thầy dồn thầy thấy ủa nay sao giảng sao vỗ tay hoan hô, thầy biết nó nhập vô mẹ nó lắc lư lắc lư. Thầy lấy cái tay thầy nhẹ nhẹ để thầy giảng xong. 2 tiếng đồng hồ thầy giảng xong êm hết. Thế sau khi xuống pháp tòa được, quý thầy mới mời thầy vô trong bằng tổ ở trong chùa, còn cái đàn làm ở ngoài sân chùa lớn lắm. Mấy thầy ngoài quê vô làm cái đàn lớn. Thì các thầy nhi nó nhập vô, nó không cho mấy thầy tạ lễ, nó nói cà đã cà đớt cà đã đớt nó tạ lễ. Thầy hỏi cái đàn bạc độ thai nhi này các con về giữ bao nhiêu, nó trả lời trên 5.000 cái thai nhi. Trời đất ơi, thầy tối tâm mày mặt, thầy đâu thấy ai đâu. Thầy mới hỏi ban tổ chức chứ nó đúng như vậy không, cái thai nhi nó trả lời cái đàn này trên 5.000 cái thai nhi. Thầy ban tổ chức không ai trả lời là giấy A4 đó mình in ra mỗi một bà mẹ một tờ, mẹ tên gì, bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, bỏ mấy cái thai ghi vô, thai thứ nhất, thai thứ hai, thai thứ ba, thai thứ tư, thai thứ năm, có người 9-10 lần khoa thai. Như vậy là ban tổ chức họ gom hết những cái tờ giấy A4 này, họ tính là trên 5.000 cái thai nhi. Bởi vì họ làm việc là có ban thư ký. Từ 1 thai, 2 thai, 5 thai, 6 thai, 7 thai, 10 thai, 9 thai có hết. Trên 5.000 cái thai nhi. Còn ở bên Đức, thầy qua bên Cộng hòa Liên bang Đức đó, có cái ông đàn ông này 56 tuổi. Ông nói sao chiều chiều rồi hai cái vai tôi nó nặng nặng thầy. Thầy kiểm tra thầy nói anh đâu có phá thai sao mà có con nít. Hai cái tay này có em bé, trai có gái có hết. Chiều anh chở vợ anh tới tôi xem. Chiều anh chở bà vợ tới thầy hỏi cho chị có phá thai không. Thì bà mới nói là tôi phá 2 lần, ông chồng tôi chủ động biểu tôi phải phá. Bây giờ 2 cái thai nó theo bố nó là 2 cái tay có hết. Ở bên Đức. À, nói như vậy, không phải nó chết rồi là chấm dứt, mà cái phần tâm linh của nó. Mà quý vị nên nhớ là cái thai nhi là nó linh hơn là cái người lớn của mình. Những cái quan hồn uổng tử, những cái hương linh lớn đó, nó không có linh bằng cái thai nhi, mà cái thai nhi linh lắm. Vì vậy hôm nay đó, cái đàn bạc độ này là có thai nhi,
thầy khuyên các con xả, bởi vì mẹ của các con đã nhận, đã biết được cái việc làm này có tội, mẹ con đã sám hối. Mẹ con đã sám hối. Thì Đức Phật dạy rằng khi mình tạo tội là do cái tâm của mình tạo. Bây giờ mình muốn hết tội là đem cái tâm của mình mà ăn năn hối cải, thì chư Phật chứng minh. Nhưng mà tuyệt đối đã sám hối rồi, từ nay đến suốt đời không tái phạm nữa. Cái việc lỡ rồi, bốn cái hoàn cảnh thầy kể đó, mà người mẹ phải nhẫn tâm để bỏ con, thì các con xả, buông tha. Mẹ các con đã biết lỗi lầm, đổi trước Tam Bảo đã ăn năn sám hối, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đã chứng minh. Bây giờ thầy truyền ba pháp tam quy, tam kiết cho các hương linh và các thai nhi. Hương linh quy y Phật, hương linh quy y Pháp, hương linh quy y Tăng. Hương linh quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn, hương linh quy y Pháp đạo thoát ly tham dục, hương linh quy y Tăng bậc tu hành cao tột, hương linh quy y Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật, hương linh quy y Pháp nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo, hương linh quy y Tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà bản ác. Hương linh đã quy y Phật rồi, hương linh đã quy y Pháp rồi, hương linh đã quy y Tăng rồi. Quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sinh. Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hương linh thảy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hương linh thảy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hương linh thảy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Bây giờ tôi minh họa cái chuyện mà chết rồi lâu mau mà chưa có siêu thoát. Ở dưới Bạc Liêu có cái ông này, ổng 63 tuổi, mẹ ổng chết năm nay 83 năm. Mà hồi xưa là nhà nghèo. Bây giờ ổng có tiền, ổng mua đất, ổng mới đào cái hòm của bà mẹ ổng, ổng mới dời lên cái đất mới đó. Bây giờ bà về bà nhập ông, bà không có chịu. Ông lên ông thưa với thầy: tôi làm cái chuyện đó hiếu thảo cho tôi, đâu có lỗi với mẹ tôi. Tại sao mẹ tôi bây giờ không có chịu về nhập tôi, phá nhà? Thầy mới nói: anh phá nhà của bà thì bà giận chứ hiếu thảo gì. Rồi cái nhà của anh đang ở rồi, họ tới họ dời, anh chịu không? Anh cũng đâu có chịu. Nhà nước bồi thường nó, họ cũng không đi nữa. Bây giờ ở Sài Gòn mình đó, ở Sài Gòn mình đó, những cái nơi mà ổ chuột mà ô nhiễm đó, bây giờ nhà nước đi cất cái chung cư, cái nhà tái định cư, họ đâu có đi, họ không có đi. Họ yêu cầu nhà nước là bồi thường xứng đáng rồi, họ muốn đi đâu họ mua họ ở, chứ giờ cất sẵn họ không có ở, họ không ở đó. Cả Hà Nội và Sài Gòn còn 60.000 căn nhà tái định cư dân không vô ở, thì ke nó vô nó ở. Nó rõ ràng đó, thầy kể cho anh nghe đó, ta đâu có chịu đâu. Bà già 83 tuổi.
Một cái ông nữa là 600 năm ở ngoài Nghệ An. Cái công ty Đại Thành này có 6.000 mét vuông làm cái bãi đậu đậu xe, tráng nhựa rồi như lộ nhựa mình vậy đó. Xe đậu mấy chục chiếc. Cái công ty lớn mà làm ăn mà. Thì ở dưới cái phần đất có cái mộ. Mà hồi nhà nước giao đất thì đất quan không có thấy mồ mả gì hết. Bây giờ mày ông mới nhập cho cái anh bảo vệ để anh trách móc tài xế đó, cứ nhà của ổng mà chạy qua chạy lưỡi nó không có tôn trọng. Ông giám đốc ổng nghe cái chuyện mà tâm linh ổng sợ lắm. Kinh doanh làm ăn mà nghe đó họ sợ. Ông mới ra Hà Nội, ông mời cô Phan Thị Bích Hằng là một nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Hà Nội vô coi. Bích Hằng vô thắp nhang đứng tập trung tư tưởng coi mà nói: hòm rương mục hết rồi, xương mục hết rồi mà tâm linh của ông còn. Ông chết cách đây 600 năm, ông tên là Phan Hữu Tùng. 600 năm còn vậy. Mà Bích Hằng nói là hòm mục hết rồi, hòm nào 600 năm còn. Xương cũng mục hết rồi mà tâm linh của ông còn. Rồi ông giám đốc đó, ông mới tới ông tâm sự với thầy, bây giờ công chuyện vậy đó. Thầy mới tới, thầy kêu cái anh bảo vệ đó, ngồi đó thầy lên cái tầng lầu 25 làm cái bàn thờ ổng trạch đó, ngàn đèn tối ngày rồi rực rỡ, sợ lắm. Thầy lên thầy thắp nhang, thầy giái ổng, thầy xuống ở dưới cầu thang nhập vô ông bảo vệ, thầy hỏi cho chết lâu quá ông đi đâu, lầu thai ở làm chi vậy? Ông mới nói nhà của đệ tử ở, đệ tử giữ vậy làm gì, không đi. 600 năm chưa xíu. Thầy điều đình 3 buổi chiều đó, ông mới chịu. Thầy đem ông về chùa Tuệ Quang của thầy ở Hà Tĩnh. Thầy quy y, thầy dọn cái bàn thờ đó, thầy dẹp luôn nè. 600 năm cái ông đó ở Nghệ An.